Hay thiệt, bữa nay là ngày thứ ba chích thuốc. Không còn sợ như bữa hổm, chuyển sang chế độ quạo quọ. Đừng ngồi nguyên cái sao mà quạo chửi kìa. Rồi, sống chữ nữa đi. Trời trời ơi, nhìn con thỏ này chắc khè tức dữ lắm. Gặp con thỏ hay con sóc mà bước ngang nhà tôi tới công chuyện như khè. Con thỏ này giảng dư trời. Khi tôi hỏi, con này nó không có bệnh quạng chân. Chủ gửi đây thôi, chắc người ta bận. Nghe nói nó ăn rau muống rất là nhiều. Và con thỏ này siêu dạng nha bà con. Đụng được cái mũi anh hủi mình luôn kìa. Trời ơi, ăn cái gì đâu mà chay miệng mép lum hết trơn. Tay chân giống thịt mèo ha. Mềm mềm mà trắng trắng y chang con mèo. Ở dưới này một con chó bự. Rồi cái mặt hơi bị dữ nha. Có con này hiền mà cái miệng nó quá trời. Cái nó y chang con bưởi luôn. Lại gặp hai con mèo này nữa. Hai con này cũng không có bệnh gì, do người ta gửi thôi. Nhìn thấy tụi kêu quá trời. Biết quen rồi đó. Trong thời gian chờ đợi bác sĩ tới, nhắm mấy con này cho giải khoai một chút. Chứ mặt khẽ nằm chì quá. Con này nó bỏ ăn chưa biết bệnh gì, không có dám đụng. Khè la làng kìa. Bữa nay khè nó khỏe cho mình, cái miệng nó quá trời lớn đi. Rồi cái anh này cũng bỏ ăn luôn nè. Mà sao mấy chỗ thú y pet shop đâu huấn luyện cho mèo hay ra trời. Mở cửa nó không có dám chạy ra lộ, cứ gặp con bự là chạy tốt lút liền. Khi bác sĩ nghỉ bước vô, con khè nó đang la làng, chuyển sang chế độ im ghe nín thinh. Kiểm tra vết thương quá trời mau lành. Rồi tôi nói ngày mai khỏi tới được không, bác sĩ nói cũng được, có gì đưa thuốc về sức. Lúc này chích thuốc nha. Chuẩn bị cái mũi vàng vàng này thuốc bổ chút gì, nó không có đau lắm. Gà chích thấy nó bình thường. Hơi nhiều nha. Mà cái này là không có phản ứng gì nha. Tới cái mũi thứ hai này mới đau. Mũi nhất nè. Ê khè ơi. Trời ơi, giỏi quá, giỏi quá. Trong lúc chích thì nó như kiến cắn chưa có đau lắm. Mà thuốc bắt đầu ngấm, bắt đầu đau, chửi láp giáp. Mà chửi nhỏ xíu à. Rồi anh ta thọc cái tay vô lấy cái dòng ra. Không có dám phản ứng gì luôn. Ủa cái thằng khè này, ở nhà thì du côn du đảng. Mà khi gặp bác sĩ thì nó quá trời hèn. Chưa từng thấy con mèo nào đa nhân cách như cái thằng này. Khi mình đưa cái mặt lại gần liếc mình, nó còn chửi mình nữa. Nhà đi. Đang ghé vô chạm đổ xăng, nó nhìn thấy người ta cầm đồ tới gần chỗ nó bắt đầu. Nó liếc. Nhìn người lạ thì liếc, mà nhìn cái mặt tôi thì chửi. Thấy mắc cười chưa. Ê, tôi mà hửi cái mùi này lâu quá chắc hồi tôi kiếm cái bọc quá. Nước mà mua 1 tặng 1 nè bà con. Nó vô mua thử 3 ly cà phê 2 miếng bánh hết 177.000 mà không có mua 1 tặng 1. Ngày mai mới có. Rồi làm hại. Hay kệ đi. Thử coi ngon hay không. Mà đưa cái phiếu làm gì cũng biết nè. Ngày mai mới có, giờ đưa phiếu lấy như không. Rồi họ đưa cho cái này đợi nha. Rồi sẵn thôi mua bánh luôn. Bánh chuối ăn chay cho ba tôi. Tôi chọn cái bánh lăng nó tròn tròn đó. Thử coi ngon không. Cứ tưởng mua 1 tặng 1. Ai về mua một đống này tốn hơn 177k. Tại cái tật coi không kỹ, người ta để ngày gõ gàng không chịu dờn. Ồ cái quán bự quá nha. Ngày mới mở mới khai trương hay gì ta. Ở gạch giá Kiên Giang 2 lăng vậy. Về thôi. Nè 2 lăng coffee nè. Rồi cái bản mua 1 tặng 1 đã mất tiêu rồi. Lần sau có mua phải nhớ coi ngày nha. Cái tưởng có tặng mới vô mua. Ủa mà sao để bên từ 2 năm mà ta. Thôi kệ đi. Cái ly nhỏ xíu này 29.000. Cà phê sữa 2 lăng. Coi như tao đãi một buổi tiệc ăn mừng tao. Không còn phải bắt mày đi bác sĩ nữa. Rất là mệt và mất thời gian. Còn đây. Cái bánh gì tôi không có nhớ. Tôi kêu là bánh lăng đi. Tại giống bánh lăng quá. Cái hộp gói hơi bị đẹp với hơi bị chắc chắn. 29.000 cái bánh này. Chà. Ông hút với cái muỗng tông xịt tông có màu đỏ. Giống hệt cái màu in trên cái bọc. Ở phía trên là một trái cây, chính giữa là phô mai, ở dưới là cacao. Ăn cũng lạ lạ ngộ ngộ nha. Ba tôi không có ăn được, ba tôi ăn chay mà. Mới đầu tôi hỏi người ta cái bánh nào ăn chay được, cái họ đưa bánh chuối. Nhưng mà theo tôi bánh lăng cũng ăn chay được. Tại nhiều người ăn chay người ta vẫn ăn trứng được bình thường. Cái tâm của mình thôi, còn mấy cái đồ ăn mình đâu cần gắt gói khó khăn đúng không? Ồ cái anh khè. Dịu dịu lại nè. Biết đường này đường về nhà nha. Coi như ăn mừng ngày con khè không còn báo nữa mua mớ đồ ăn về. Ba tôi chạy xe vô chùa Tân Phước, quá gian vô luôn. Cho con Mina ăn thử bánh ngọt. Nó ăn phần chính giữa là phô mai. Ở trên là có mùi trái cây chua chua, ở dưới là cacao nó bỏ hết, chỉ ăn chính giữa thôi. Nghe mấy sư cô nói chuyện tập trung bỏ nguyên cái bánh luôn. Thôi về. Giờ này là buổi tối, tụi nó đang tập trung ngủ trong phòng lạnh. Tôi sẽ đem thuốc vô sức cho con khè. Ủa, nằm ngủ cũng chưa khoe được nữa đó hả? Hai con già chọn chỗ nằm chung với người. Còn cái đám này chọn chỗ nằm livestream. Mấy ngày nay không có livestream TikTok. Tụi nó TikTok tôi nó vi phạm nặng lắm rồi. Nó cảnh báo khóa tài khoản không biết chừng nào mới khóa nữa. Khóa lẹ lẹ dùm cái nên ta chuyển nít khác ta chơi. Đây, có hai chai thuốc. Cái chai màu trắng sức nấm, chỉ nấm thôi. Còn cái chai màu vàng này là sức ghẻ, mũ. Còn cái mũ của khè sức chai màu vàng này nha. Biết mùi chúng ta. Cho đại ca hửi thử đi. Đại ca. Tôi hửi vô không nghe mùi gì. Giống như nó không có mùi luôn. Còn cái này có mùi nè. Cái mắt nhằn nhằn. Tựa tựa như là kem dưỡng da hay là Vaseline dưỡng thể. Nói chung nó hao hao vậy đó. Thơm. Còn cái này nó không có mùi. Xong khè nó nhăn. Ê. Ngầu ngầu. Tại sao con khè nó nhăn? Mấy con này đâu có nhăn đâu.
Tôi hửi nó không có găm mùi ngon khè bỏ chạy mất tiêu luôn. Ồ nó biết. Tại vì mấy lần đi bác sĩ đều được xức cái chai này cho nên nó đề phòng. Nó đã vũ vũ cái chân. Kiểu như không muốn dính dáng nha. Ôi trời, cái thằng quạo này. Mày muốn không? Con khè nó nghe mùi thuốc lủi vô con quạo. Thằng này bực bội khè. Thăm giả con khè. Con khè nó cũng vô duyên nữa. Đó đó, trốn tránh chích thuốc bắt đầu con khế thị phạm nó liền mà con thấy chưa. Hồi nó ngồi cái mặt nghiêm túc liền thấy không? Khè không dám dòm luôn. Khế kiểu hồi xưa tao đi bác sĩ tao không có thuốc xịn giống này nha mày. Tao phải xài mấy cái loại mà xịt này nọ. Còn mày có cái loại này muốn gì nữa? Mà thiệt, chắc thuốc này tốt cho nên vết thương mới mau lành. Xịt ngang. Nó còn khế dòm nó im ghê tôi xịt nè. Bà con nhìn đi. Cái lỗ cạn queo rồi. Nó không có còn sâu nữa. Coi như cái lỗ ở trong nó bít lại luôn rồi. À. Ây, hình như hơi đau nha, đau nha. Mới đầu xuất nó không có đau, bắt đầu nó hơi ngắn đó bà con. Thèm cái nó cày. Đụng ở ngoài ghìa ghìa thì không sao. Mà đụng vô chồng nó dậy. Xong rồi. Chạy. Gì ghê mày. Con quỷ khè nó chỉ gừ cái tiếng nhỏ nhỏ thôi. Mấy con quỷ này bắt đầu căng thẳng. Sao con khè nó gừ dữ vậy ta? Nó gừ nhỏ xíu à. Quay phim cũng không nghe luôn. Nhưng mà cái tụi mèo nó thính tai dữ lắm. Rồi chuyển sang chiếc nấm cho con khè luôn nha. Màu trắng là sẽ chiếc nấm. Khế hửi coi. Cái mùi thơm giống như là kem dưỡng da tay vậy đó. Thơm mùi mỹ phẩm. Đại ca hửi coi. Thơm dễ chịu đối với người, đối với mèo. Nhìn cái mặt coi có dễ chịu không? Hơi nhăn nhăn. Cái mũi nồng hơn kia. Nhỏ. Nhỏ nó nhăn nhiều hơn. Tới phiên khè. Chuyên gia núp lùm. Cái gì tới mày là mày kiếm cái đứa khác mày núp vô trong. Tao ra chạy. Ừ. Chạy đi. Vô. Đây, ông già. Mùi thơm. Không nhăn. Không hề nhăn nha quý vị. Giờ con vui nó khoái mùi thơm con người. Đây, một lõm. Cái này chắc bị nấm. Nè, cái này mới nhiều nè. Chà. Mà nghe nói sức vô da con mèo trong vòng 1 tiếng đồng hồ không có cho nó liếm. Chưa, từ từ mày. Còn cái mục này, canh 1 tiếng đồng hồ không có cho nó liếm. Mấy ngày chở đi bác sĩ, chạy xe hơi vòng vòng chỗ này chỗ kia chơi thì về nhà cũng hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Nó đâu có chú ý đâu mà nó liếm. Nó ngồi trong chuồng lo dòm người này người kia không à. Bữa nay sức xong là phải canh không có cho nó liếm vô vết thương nè. Vậy vui. Nhìn con khè căng thẳng cũng căng thẳng theo quá vui. Nè mày. Có kìa. Ôi, tôi sức cho con khè bắt đầu nó gừ tôi con vui dòm liền thấy không? Chắc tưởng đồ mèo lạ trong nhà. Đây. Cái gì? Tôi kêu đây là cái khăn đa năng không có sai. Thay vì xài cái lo cổ, quấn cái khăn này vô. Nó đâu có liếm được vết thương trên cổ đâu. Gần dai với cổ. Quá là ok. Rồi. Liếm đi con. Cái con nhỏ nó nhìn con khè với mắt khinh bỉ. Kiểu như mày đàn ông mà đeo cái khăn nhìn nó ốt về. Thôi con nhọn trọng khèn họ có chuyện đó bây giờ. Đó chưa gì liếm cái chân đó. Là biết nghe. Họ chuyển sang liếm tay. Cắn móng tay. Tôi nghe dặn là vết thương không có cho nó liếm trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Qua tiếng sau liếm thoải mái bình thường. Ê tính cả chở đi bác sĩ thú y rồi ngồi trên xe chạy vòng vòng quán này quán kia. Nó lo tập trung người ta. Nó đâu có liếm bậy liếm bạ giống gì đâu. Có thể nhờ vậy mà vết thương mau lành đó. Tại lo tập trung thế giới bên ngoài đâu có đụng vết thương đâu. Bây giờ mau lành. Canh này hơi mệt nha. Hay là mỗi khi tôi xức thuốc cho nó xong, tôi ginh cái chuồng cho ra ngoài trước cho nó ngồi 1 tiếng đồng hồ xong tôi đem vô được không ta? Ý tưởng hay mà với điều kiện đừng bao giờ quên gài cửa chuồng. Ý con khế nó hiểu chuyện gì ta? Nó nằm kế con khè lặn khè ngủ ngon không còn liếm bậy nữa bà con ơi. Ví dụ con khè nó ngồi liếm bậy bảo động khế nó chửi nữa. Mà cũng không hẳn là chửi đâu. Kiểu như nó nhìn con khế giống như nãy nó nhìn đó. Nhìn cái nó thị phạm người ta. Thôi vậy tốt rồi. Tôi nghĩ 3 ngày nữa vết thương con khè sẽ lành. Gì trời? Ủa tao nằm đây mất máu gì là gần kêu rồi. Thì khiêu móc làm cái ghê mày. Vui. Cái này tao nói thiệt với mày nè. Mày tăng trưởng nhanh quá vậy vui. Mày giống như là trái cây của Trung Quốc đó bà con. Người ta tiêm mấy cái thuốc tăng trưởng cho nó mau già và nó mau héo. Con này chưa gì, con mắt sụp mí. Da chảy xệ. Hồi nhỏ có ai cho mày uống thuốc tăng trưởng không vậy? Gọi thằng quạo này. Nằm cho đàng hoàng. Ở trên thì trên luôn, dưới thì dưới luôn. Nằm cái kiểu gì vậy? Mà con đại ca nằm mà hơi lỡ mà đè bụng xíu là quạo liền. Ai cái tánh quạo mà sao thích đụng chạm người ta quá vậy?
Ừ, hồi con khè nó dương dai mà quạo tán khè nữa. Tới công chuyện với tao. Nghe chưa? Dạ đi. Nó còn vui bước vô trong ngủ cho tao. Chỗ đó của tao. Nằm canh khè chút xíu. Kiếm chỗ nằm đi. Con quạo thu người lại nha. Ồ, cái thằng đó nó uống nước nhiều lắm bà con ơi. Một mình nó uống bằng gấp 3-4 lần con khác. Tại uống nước nhiều quá rồi nó phì lên. Nó càng ngày nó càng già. Rồi nó chậm chạp nữa. Nhưng mà ăn uống không có nhiều. Uống nước nhiều. Nó thấy cho thấy tưng tưng đi không? Hay gì thôi chứ mỗi khi có đồ ăn hay là có con này con kia anh chạy nhanh nhất trong bầy. Nghe tiếng anh chạy ai cũng sợ chứ. Sợ té chúng. Thôi đi ngủ đi vui. Tao đây tao canh con khè đừng có phá tao nữa mày. Có người hỏi sao mà con quạo với đại ca hay đánh con khè mà con khè nó không có quýnh lợi. Không lẽ con khè nó cãi tà quý chánh? No. Thằng này nó thù dai lắm. Nó nhường. Mày quýnh tao 5-7 cái tao nhường. Ngày này qua ngày nọ tao nhường. Mà một khi tao quýnh bầm mình như con dòi nha. Hồi xưa chuyên gia quýnh con khè. Con khè nhịn nha. Một khi con khè đã quýnh lợi rồi là nó sẽ quýnh luôn. Sợ chuyện đó xảy ra thôi. Thì con dòi đâu có dám gỡ tên khè nữa đâu. Cái anh này chẳng qua anh không có chắc. Mấy đứa này quýnh nhẹ quá nó không có quan tâm. Mà một ngày nào đó nó dồn lại mấy cục tất rồi nó xả một cái mấy con này tới công chuyện liền. Một khi bị con khè quýnh cái là ghét khè luôn. Giống như con dòi nè. Chỗ nào có khè dòi không có nằm gần. Nó thà nằm gần con ngầu. Chẳng qua anh này võ công cao cường. Không có chắc chạc. Mà tụi này làm quá một ngày nào đó nó quýnh một cái là má nhận không ra. Con ngầu nhận không ra con luôn đó.